vâng à, xin chào tất cả anh chị và các bạn chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video à, mới nhất của giảng viên nguyễn phan anh là tôi và công ty pa marketing à, tên tôi là phan anh chắc là các bạn đã biết à, công việc chính của tôi là giảng viên đại học và cái à, công việc yêu thích của tôi là bên ngoài đó chính là tôi đi làm đào tạo tư vấn và triển khai các hoạt động về marketing quảng cáo bán hàng và truyền thông ngoài ra thì tôi có cái thú vui đam mê về công nghệ và chia sẻ về business marketing thì đây là một cái series mới và chúng tôi mới bắt đầu đó là tôi gọi nó là fan anh business and marketing vlog tức là tôi cũng làm vlog nhưng mà trong lĩnh vực về business marketing tôi sẽ lấy các cái case study các tình huống nghiên cứu ở trên mạng cũng như là trong thực tế mà chúng ta thường biết đúng không video số 2 này thì tôi nói về cái bài học liên quan đến Cung hoặc truyền thông của thương hiệu asanzo và khủng hoảng truyền thông của thương hiệu asanzo à, trước hết thì tôi sẽ phân tích nó với tư cách là một chuyên gia với tư cách là một cái cá nhân độc lập và không đại diện cho bất kỳ một cơ quan tổ chức nào à, và à, những cái ý kiến này à, tôi sắp trình bày ở đây là ý kiến và quan điểm riêng của tôi à, có, nó có thể đúng nó có thể sai hoặc là nó có thể chưa được kiểm chứng thì chúng ta cùng nhau tranh luận à, chúng ta cùng nhau bình luận và tìm ra cái tiếng nói chung đúng không à, tôi không có Ý là chê bai hay trách móc hay khen một cái đơn vị nào cả Và tôi chỉ đơn thuần là tôi nói bằng ý kiến cá nhân và hiểu biết chuyên môn của tôi à, Với kinh nghiệm là từ năm 2008 tới nay là tôi đã đi giảng dạy Ở một trường đại học trong lĩnh vực về thương mại điện tử và marketing điện tử, truyền thông à, Tôi cũng đi làm đào tạo cho doanh nghiệp từ năm 2010 cho tới nay Cũng là 10 năm rồi đấy ạ Hay còn dạy là được 12 năm rồi Và ok à, Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thế thì tôi có nhận định một số những cái sai lầm của cái vụ việc này tôi sẽ sâu chuỗi lại cho các bạn à, đầu tiên thì báo tuổi trẻ có đưa hai bài viết báo tuổi trẻ .vn có đưa hai bài viết nói về à, công nghệ của asanzo à, kèm theo cả video và hình ảnh à, tôi vẫn nhớ à, các bạn có thể search google tìm thấy cái cái bài báo đó đúng không ạ là cái công nghệ sản xuất TV của Asanzo à, rất là đơn giản, chỉ đơn thuần là lắp các cái tấm panel vào rồi bóc mắc rồi bóc tem rồi dán đè cái tem của mình lên, thì đấy chính là cái 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 nguồn cơn của vụ việc. À, trước đó thì à, thương hiệu Asanzo rất là thành công, đúng không ạ? và bán cái số lượng TV bán ra cũng rất là lớn, doanh thu cũng đạt khoảng À, theo một cái thống kê là khoảng 4.600 tỷ một năm năm 2018 à, Asanzo nhảy vào những cái mảng liên quan đến TV máy à, điều hòa và bây giờ là điện thoại di động à, nhìn chung thì theo các cái phản hồi ở trên mạng tôi đọc được thì phần lớn khách hàng là tương đối hài lòng à, với cái sản phẩm vì giá rẻ bền à, dùng được À, đặc biệt là người ta hướng tới thị trường nông thôn, thị trường miền núi, thị trường vùng sông nước, những người mà có thu nhập thấp, Đấy. Thì cái phản hồi là cũng tất nhiên nó không thể nào là có những cái phản hồi tốt 100% được nhưng mà nhìn chung là tôi thấy là đến 80% là phản hồi rất là tích cực về sản phẩm hoặc là cảm thấy cái cái sự phù hợp giữa giá và chất lượng của sản phẩm, à, bằng chứng là Asanzo bán rất tốt và doanh thu rất tốt đúng không ạ? OK. À, chúng ta sẽ nhìn thấy cái doanh số và cái cái sản lượng là chúng ta biết đấy là là rõ ràng là thị trường người ta phải chấp nhận. Thế thì sau cái bài báo đó thì à, Asanzo vướng phải cái gọi là vấn đề về khủng hoảng truyền thông cực kỳ là khủng khiếp, đúng không ạ? À, một số những cái vấn đề được đặt ra ở đây thì cũng không có ai kết luận Và chưa có ai kết luận cả. Một số các vấn đề đặt ra là gì? À, liệu rằng cái sản phẩm này được khi là made in Việt Nam thì có phù hợp hay không có phù hợp hay không đúng không ạ bởi vì khi mà bạn bóc tem ra rồi thì bạn sản xuất rất là thô sơ như thế bạn chỉ lắp lắp một chút thôi thì như vậy có được hay không thế thì khi quay ra nói về cái vấn đề made in việt nam mà theo cái cái pháp luật hiện tại thì hiện nay thực sự nó cũng không rõ ràng và theo cái pháp luật quốc tế nó cũng không rõ ràng cho nên ý, một số cơ quan hữu quan thì cho rằng như thế không phải là made in việt nam không được dán như vậy một số bên thì lại cho rằng là được và doanh nghiệp cũng cho rằng là được. đó, thì tôi cũng nói thêm là tôi với cũng có cái hiểu biết về pháp luật tương đối là tốt à, so với những cái người bình thường thì tôi nghĩ là tôi có hiểu biết pháp luật rất là tốt. còn tất nhiên so với luật sư hay là so với những người hành nghề về à, tư pháp hoặc là à, những người hành nghề liên quan đến à, luật thì tôi sẽ không thể bằng được họ vì tôi không hành nghề. đúng không ạ? tôi cũng nghiên cứu về luật rất là kỹ. tôi có bằng cử nhân luật kinh tế và bằng thạc sĩ luật về kinh tế à, tuy nhiên tôi không hành nghề và không làm việc liên quan đến luật à, tôi học để biết thôi ạ thì tôi thấy rằng là cái quy định đúng là nó cũng không rõ ràng thật và điều này khiến cho doanh nghiệp là à, cũng 50 50 xanh chín thế nên là doanh nghiệp tự tin mạnh dạn dán made in việt nam vào và bây giờ thì dân tình người ta bảo như thế là không phải à, và cái xu hướng à, mọi người cho rằng như thế là không phải là rất cao, tất nhiên là về mặt cảm tính thì đây là một cái vấn đề đầu tiên tôi nghĩ rằng dính phốt đúng không? Thứ hai là Asanzo có quảng cáo là đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Thế thì đây là một cái lời quảng cáo là, là có thể nói là về mặt pháp lý trong pháp luật quảng cáo thì là gọi là lời quảng cáo gian dối, bởi vì thực tế là một cái sản phẩm của TV của Asanzo những cái thông tin mà báo chí đưa cũng như Asanjo đưa ra thì tôi cho rằng là không phải là đỉnh cao công nghệ công nghệ Nhật Bản tức là không được phép sử dụng quảng cáo như vậy. phía Asanjo có nói là chúng tôi có phần mềm chúng tôi có kỹ sư của Nhật Bản vân vân có liên quan đến Nhật Bản thậm chí liên quan đến cả Sharp à, nhưng mà sau đó thì các bạn biết rằng là Sharp cũng đâm đơn kiện Asanjo vì à, đưa cái thông tin không chính xác thì với những cái thông tin ở trên mạng như vậy thì tôi cho rằng cái việc quảng cáo cái thông điệp là đỉnh cao công nghệ nhật bản là một thông điệp rất gây tranh cãi và chứa nhiều rủi ro cho doanh nghiệp cụ thể là asanzo đúng không ạ và hàng thì lắp ráp thủ công trong một cái nhà máy cũng rất là bình thường thôi và xem cái video của báo tuổi trẻ thì tôi thấy rằng là cái việc tuyển dụng lao động rất là dễ dãi không đào tạo gì nhiều à, vẫn có thể lắp ráp được một cái tivi công nghệ nhật bản như vậy À, thì à, đã khiến cho dư luận cũng khiến cho những người tiêu dùng cảm thấy à, có một chút gì đó thất vọng à, khi mà thông tin nó được phanh phui. À, đây cũng là một cái kinh nghiệm mà tất cả các nhà sản xuất à, trong các ngành nghề khi mà tôi đi đào tạo về à, truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn thì tôi có khuyên rằng là đấy trong cái phần tuyển dụng các anh chị cũng phải hết sức lưu ý phải ký hợp đồng với người lao động và kèm theo các điều khoản bảo mật hình ảnh bảo mật thông tin À, không được quay chụp camera này kia à, và ở các cái chỗ sản xuất nhà máy của mình ở tất cả những cái khu gì nhạy cảm đều phải gắn biển là không được ghi âm ghi hình à, nếu không thì à, sẽ thế này sẽ thế kia đó phải có các biển cấm để bảo vệ mình à, với người lao động khi họ vào tuyển dụng họ ký hợp đồng lao động là phải có những cái điều khoản à, không được quay phim không được chụp ảnh không được phát tán công khai thế này thế khác nếu mà như mà gây ra hậu quả thì người đó sẽ phải chịu hoàn toàn về các cái thiệt hại về pháp lý, thiệt hại về kinh tế. À, tất nhiên là một cái hình thức răn đe thôi. Đây là cái bài học mà mình sẽ rút ra từ cái việc mà thấy rằng là mà phóng viên của báo tuổi trẻ họ vào họ quay phim khắp cả à, cái xưởng sản xuất mà cũng không ai biết đúng không? Rồi, à, rồi sau đó thì bắt đầu các cơ quan hữu quan nhảy vào, à, bao gồm thuế, hải quan à, bộ công thương chỉ đạo vân vân rồi chính phủ rồi quốc hội vân vân thế thì bắt đầu là các bên mới bắt đầu là nghiên cứu tìm hiểu điều tra thì thấy rằng là Asanjo có cái nghi án về trốn thuế à, hiện nay thì các bên cơ quan nhà nước thì đã khẳng định là 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 Asanzo có nghi án về trốn thuế còn Asanjo thì vẫn nói rằng là chúng tôi không có thể do nhầm lẫn có thể do sai sót Nhìn chung khi mà nói về trốn thuế thì tôi nghĩ rằng là với phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đều có vấn đề về thuế. À, hoặc là kể cả các cá nhân, các ngôi sao, kinh doanh họ cũng đều có những vấn đề về thuế. Thế thì các bạn có hỏi là Thầy Phan Anh có vấn đề gì về thuế hay không? Thì câu trả lời là không. Tất cả các thu nhập của Thầy Phan Anh đều có nộp thuế đàng hoàng. đấy à, Ý mình nói là doanh nghiệp rất là dễ gặp, gặp vấn đề về thuế. Và đây cũng là một cái vấn đề mà người tiêu dùng người ta rất là không thích liên quan đến vấn đề trốn thuế người ta cho rằng là đạo đức kinh doanh rồi đạo đức của doanh nghiệp là không tốt và gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu gây được ra cái cảm tình không tốt cho người tiêu dùng vì vậy là các bạn cũng hết sức lưu ý điều này nếu mà doanh nghiệp các bạn mà à, có ý định trốn thuế hoặc là đã trốn thuế thành công hoặc làm à, trốn thuế chưa thành công thì các bạn hết sức chú ý thì các bạn hết sức chú ý à, những cái khủng hoảng truyền thông liên quan đến thuế rất dễ xảy ra bởi vì hầu hết các doanh nghiệp đều dính vấn đề về thuế và khi xảy ra như vậy thì cái cái hậu quả rất là lớn bởi vì doanh nghiệp là sẽ bị tẩy chay thương hiệu sẽ bị nói rằng là như vậy là không tốt vi phạm pháp luật và sẽ sẽ gây ra những cái cảm xúc về thương hiệu không tốt đấy là chúng ta hết sức lưu ý